Chào các bạn, trong video này mình sẽ giới thiệu các cái câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Triết học Mác-Lênin. Các bạn lưu ý rằng các cái câu hỏi này nằm trong giáo trình Triết học Mác-Lênin xuất bản năm 2021. Câu 1. Nguồn gốc nhận thức của triết học là gì? A. Tri thức loài người đã hình thành được một vốn hiểu biết nhất định. B tư duy con người đạt đến trình độ khái quát hóa, trừu tượng hóa. C. Tri thức của các khoa học cụ thể dần hình thành. D là cả ABC. Các bạn lưu ý là nhấn mạnh ở đây đó là nguồn gốc nhận thức của triết học là gì. Thế thì ở đây các bạn thấy cả ba đáp án nó đều động đến cái gì? Đều động đến nhận thức. Cho nên câu trả lời đúng ở câu số 1 này chính là phương án D, cả A, B, C đều đúng. Câu số 2, nguồn gốc xã hội của triết học là gì? A. chế độ tư hữu xuất hiện, phân công lao động xã hội. B. xã hội phân chia thành giai cấp, có đối kháng giai cấp, nhà nước xuất hiện. C đó chính là sự xuất hiện của lao động trí óc hay ta nói cách khác đó là xuất hiện của đội ngũ trí thức hay tầng lớp trí thức đây là cả abc các bạn nhìn, lưu ý ở đây là nguồn gốc xã hội nhấn mạnh đến nguồn gốc xã hội vậy thì tất cả các phương án ở đây abc chúng ta thấy đều đề cập tới nguồn gốc xã hội cho sự ra đời của triết học cho nên phương án trả lời đúng ở câu số 2 này là phương án D, đó là cả A, B, C đều đúng. Câu số 3, ở Trung Quốc, triết học có nghĩa là hay là triết học chính là A. Truy tìm bản chất của đối tượng nhận thức, biểu hiện cao của trí tuệ. B. Là chiêm ngưỡng, hàm ý, là tri thức dựa trên lý trí. Là con đường suy ngẫm để đưa người ta đến với lẽ phải C là yêu mến hay là tình yêu sự thông thái D là cả A và B Vậy thì các bạn lựa chọn phương án nào trong câu 3 này Các bạn nhớ là ở đây là Trung Quốc Người ta quan niệm như thế nào là triết học Vậy thì câu trả lời đúng ở đây là phương án A Theo người Trung Quốc triết học chính là truy tìm bản chất của đối tượng nhận thức. Nó là sự biểu hiện cao của trí tuệ, là sự nhận thức sâu sắc về thế giới. Cho nên phương án trả lời đúng ở câu số 3 này chính là phương án A. Câu số 4. Theo người Trung Quốc, triết học là a biểu hiện cao của trí tuệ b sự hiểu biết sâu sắc của con người về toàn bộ thế giới thiên địa nhân c định hướng nhân sinh quan cho con người d cả a b c vậy ở đây các bạn thấy rằng theo người trung quốc thì triết học nó chính là biểu hiện cao của trí tuệ là sự nhận thức sâu sắc của con người về toàn bộ thế giới và thế giới mà triết học mà theo quan niệm của người Trung Quốc ở đây chính là thiên là địa là nhân triết học nó định hướng nhân sinh quan cho con người cho nên phương án trả lời đúng ở câu số 4 này chính là phương án D cả A, B, C đều đúng câu số 5 triết học Mark Lenin phục vụ phản ánh lợi ích của giai cấp nào? A. giai cấp công nhân. B. giai cấp nông dân. C. đội ngũ trí thức. D. là giai cấp tư sản. Vậy thì chúng ta thấy rằng triết học mác Lenin nói riêng và chủ nghĩa mác Lenin nói chung chính là hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, là vũ khí lý luận của giai cấp công nhân, phản ánh lợi ích của giai cấp công nhân phản ánh sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Cho nên chúng ta thấy phương án trả lời đúng ở câu số 5 này chính là phương án A, đó là giai cấp công nhân. Câu số 6, để ra đời triết học cần có mấy nguồn gốc? A là 2, B là 3, C là 4, D là 5. Các bạn lưu ý là để triết học ra đời thì cần có mấy nguồn gốc. Vậy thì phương án trả lời đúng ở câu số 6 này chính là phương án A cần có hai nguồn gốc. Đó là nguồn gốc nhận thức và thứ hai là nguồn gốc xã hội. Cho nên phương án trả lời đúng là phương án A. Câu số 7, ở Ấn Độ triết học có nghĩa là A là truy tìm bản chất của đối tượng nhận thức, biểu hiện cao của trí tuệ. B là chiêm ngưỡng, hàm ý là tri thức dựa trên lý trí, là con đường suy ngẫm đưa người ta đến với lẽ phải. C là yêu mến sự thông thái. D là khoa học. Vậy thì bốn cái phương án được đưa ra ở đây, đây là theo quan niệm của người Ấn Độ triết học là gì? Vậy thì phương án trả lời đúng ở câu số 7 này chính là phương án B. Triết học theo quan niệm của người Ấn Độ chính là chiêm ngưỡng với cái hàm ý là tri thức dựa trên lý trí là con đường suy ngẫm để đưa người ta đến với lẽ phải. Cho nên câu số 7 này phương án trả lời đúng ở đây là phương án B. Câu số 8 Ở Hy Lạp, triết học có nghĩa là Hoặc là với nghĩa là A. Truy tìm bản chất của đối tượng nhận thức, biểu hiện cao của trí tuệ B. Là chiêm ngưỡng, hàm ý, là tri thức dựa trên lý trí, là con đường suy ngẫm để đưa người ta đến với lẽ phải C. Là yêu mến hay nói cách khác là tình yêu sự thông thái D. Là không có phương án đúng các bạn lưu ý ở đây là chúng ta quan theo quan niệm của người hy lạp thì triết học là philosophia nó có nghĩa là gì vậy thì bốn cái đáp án được đưa ra ở đây thì chúng ta thấy phương án trả lời đúng ở đây chính là phương án c triết học theo người hy lạp là yêu mến sự thông thái là khát vọng tìm kiếm tri thức của con người là sự định hướng nhận thức cho con người cho nên đây cái nghĩa ở đây chúng ta thấy nó chính là yêu mến sự thông thái. Cho nên phương án trả lời đúng ở câu số 8 này là phương án C. Câu số 9. Điền thuật ngữ đúng và chỗ trống. Triết học là hệ thống quan điểm. Chúng ta điền vào chỗ này. Về thế giới và vị trí của con người trong thế giới đó là khoa học về những quy luật vận động phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy. A là lý luận chung nhất, B là lý luận, C là thực tiễn, D là kinh nghiệm. Vậy thì các bạn lựa chọn phương án nào A B C D? Các bạn lưu ý rằng phương án trả lời đúng ở đây đó là phương án A, triết học nó khác với các khoa học khác, nó chính là hệ thống quan điểm, lý luận nhưng là lý luận chung nhất về thế giới. Cho nên phương án trả lời đúng ở đây là phương án A. Câu số 10. Hệ thống triết học nào quan niệm triết học là hệ thống quan điểm lý luận chung nhất về thế giới và vị trí của con người trong thế giới đó, là khoa học về những quy luật vận động phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy? A. Triết học cổ điển Đức. B. Triết học Trung Quốc cổ đại. C. Là triết học Ấn Độ cổ đại. D. Là triết học mác Vậy thì đối với câu số 10 này các bạn lưu ý rằng phương án trả lời đúng ở đây là phương án d chính là triết học mark lenin cho nên chính triết học mark lenin quan niệm triết học là một hệ thống quan điểm lý luận chung nhất về thế giới và vị trí của con người trong thế giới đó là khoa học về những quy luật vận động phát triển chung nhất của tự nhiên xã hội và tư duy